nhỏ và mình là thằng cu. Ở trên tay mình đang là một cái con ống nhỏ hồng ngoại một mắt có mã là Night Vision P1S0540. Con ống nhỏ hồng ngoại này đã về vài hôm rồi và mình đã có một cái video đánh giá về cái thông số của con ống này. Có rất nhiều anh em hỏi về khi nhận thực tế của con ống nhỏ này sẽ ra sao, thì ngay sau đây mời anh em sẽ test trực tiếp qua hình ảnh con ống nhỏ này và anh em chúng ta có thể quan sát này. Đây em có thể thấy nhé, bây giờ hiện tại là hơn 4 rưỡi thì anh em có thể thấy này. Con này thì dùng pin, thời lượng pin của con này thì nó khoảng 1,5 đến 2,5 tiếng. Rất là nét luôn. Độ phóng đại thì con này độ phóng đại từ 1 đến 5 lần mình có thể vừa nãy giới thiệu trên rồi. Và cái vòng xoay bên trên cùng ấy, thì là để nét nét. Vòng xoay trên cùng nét nét anh em nhé. Ngoài chức năng để quay video thì con này cũng có hỗ trợ về chụp ảnh. Độ phân giải rất là cao đấy ạ. Với dung lượng của thẻ nhớ 8GB này thì anh em có thể quay video và chụp ảnh cách thoải mái nhất có thể. Và một phần hết sức quan trọng là anh em muốn tìm hiểu con ống nhòm hồng ngoại ban đêm thì nó sẽ dụng như thế nào. Và một lúc nữa thì mình sẽ quay lại với anh em. Xin chào tạm biệt anh em. 2000 years later. Như buổi chiều thì mình đã hứa là sẽ quay trở lại để thử con ống nhòm một mắt Night Vision P1S0540 này làm việc ban đêm sẽ như thế nào. Ngay sau đây thì mình cũng sẽ test. Hiện tại thì cũng đã hơn 7 giờ tối rồi thì bầu trời Hà Nội rất là tối. Đối với những dòng ống nhòm bình thường, những khoảng cách 50-100m mà không có đèn thì gần như chúng ta không thể nhìn thấy gì. Còn riêng với cái ống nhòm hồng ngoại này thì có khả năng nhìn đêm rất là tốt. Thì mình đang để ở chế độ nam là 0. Nó có thể thay đổi từ 0 đến 9. Anh em một lúc nữa thì mình cũng sẽ test chế độ nam này. Sau đây mình sẽ test thử xem có đọc được một cái biển số ô tô xa xa kia không cho anh em. Vâng, sau một quá trình mình lấy nét thì mình đã đọc được cái biển số ô tô kia, anh em có thể thấy đấy là mình chưa dùng độ phóng đại anh em nhé, mình để phóng đại bình thường đấy, độ phóng đại hơn một x ạ. Đấy, anh em có thể thấy là để chế độ nam không này thì ban đêm chúng ta có thể xem nó sẽ có cho hình ảnh thực tế với màu sắc, nó không như bị thay sắc như ban ngày. Chúng ta đã dùng con ống nhòm hồng ngoại một mắt này. Đối với những anh em nào có nhu cầu mua để soi để quản lý cái trang trại cá hay là đầm phá vào ban đêm thì nó sẽ rất là tốt, hiệu quả. Với những khoảng cách không quá lớn thì chúng ta sẽ quay được gửi cả video và chụp cả hình ảnh cho anh em có thể làm một cái bằng chứng chứng cứ rất là tốt đấy ạ. Vừa rồi là những hình ảnh chi tiết khả năng làm việc của con ống nhòm hồng ngoại hợp pháp Night Vision P1S0540 về khả năng làm việc ban ngày và ban đêm. Hiện tại Shoptech đang bán sản phẩm ống nhòm một mắt này với mức giá hết sức ưu đãi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng và hỗ trợ thì hãy liên lạc với hotline 0958 862 059 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video tiếp theo.